là khô. Còn Mỹ thì riêng banh thôi. Chuẩn chỉ đầm chép đom L56 nha các bác. L56 California. Nhưng dòng này là hàng Mỹ nội USA nha các bác. Nên trời kháng là 8 ohm. Màng nó. Vâng, xin chào tất cả các bác nha. Đây là cặp loa L26 được cắt, là một dòng loa rất là nổi tiếng ở phân khúc của loa JBL. Con này thì em đang giao các bác là 12 triệu bao ship nha. Giá em cân đối và loa đẹp cho các bác nha. Ê, kênh nó là kênh màu nâu xám nha. Ê, logo của nó nha các bác, logo JBL. Kênh rất là đẹp nha. Cặp này 12 bao ship nha các bác. Đặc trưng của dòng L Decat 26 đồ thì nó vân gỗ đặc trưng của dòng series này. Nó sử dụng gỗ kiểu vân như gỗ thông nha các bác, đẹp lắm. Em tháo cái kênh nha. L26 Decat giá 12 triệu nha các bác. Bát nó là bát tự Anico. Nó lõm ngược nha các bác. Một lỗ thông hơi phía trước bát 25, một vi tinh chỉnh cho giải cao và một chép. Mũi chép rất là đẹp nha. 26 được các cặp này seri liền kề nha các bác, seri liền kề. Một cặp duy nhất bác nào lấy thì alo cho em chiến nha. Qua hai số điện thoại ở trên tấm biển. Lo đẹp xuất sắc hết nha các bác, vuông thành sắc cạnh nha. Đấy, không điểm trừ nha. Không cắn không đổi hết nha các bác, lo đẹp lo tiếng về. Đấy. Phía sau là trạm loa, vuông thành sắc cạnh hết. Em có chụp hình lên Zalo, các bác có thể xem video này và chốt cặp loa này. Đẹp lắm nha, không có điểm trừ nữa hết nha các bác. Đây các bác nhìn vân gỗ và cạnh này. Đấy, góc cạnh là đẹp keng hết. Đấy. Đây các bác thấy góc cạnh này nè. Tuyến loa rất đẹp nha, cặp này sẽ đi liền kề nha các bác. Đây là vi tinh chỉnh để các bác chỉnh cho giải cao, giải mid chép nè. Đấy. Cái model này thì nó nổi tiếng rồi các bác, nên là em không cần giới thiệu nhiều. Cơ bản là các bác cần một cặp loa Mỹ nghe nhạc thì L26 Decat vẫn là lựa chọn hàng đầu ở phân khúc trên 10 triệu. L26 này, L56 này vân vân, nó có rất là nhiều model của JBL. Các bác có thể ghép đèn hoặc là những con amply cổ, chạy sò sét, amply đài vân vân, 50W trở lên là các bác có thể khai thác tốt cái cặp loa JBL L26 Decat này. Mọi chi tiết mua xem sản phẩm các bác cứ liên hệ cho em qua hai số điện thoại này nha. Cặp loa này thì đẹp và không điểm trừ rồi. Bác nào chốt thì liên hệ cho em thôi. Tất cả bao zin tuyệt đối nha, bác loa rất đẹp nha. Đây là hai số điện thoại chính của em, các bác có thể alo cho em qua hai số điện thoại này hoặc là kết bạn Zalo qua số điện thoại phía dưới nha. Vâng, em giới thiệu cặp loa L56 để các bác cùng trải nghiệm. L56 là model nâng cấp của những dòng mà L như là 26, 36 vân vân. Loa sở hữu cấu hình thùng khá là lớn, thùng như là thùng bass 30, nhưng mà nó bass 25, một chép đom nha. Chiều cao và ngang rộng cơ sở của em nó là cao 57, rộng là 36. Cao 57, ngang là 36 các bác, còn sâu là 32. Đấy. Em cần zin theo loa rất là đẹp nha. Thùng bass là đẹp keng, tất cả nguyên zin tuyệt đối và cũng như là loa chắc bãi về. Các bác cùng xem vuông thành sắc cạnh hết nha. Tại vì hàng tuyến là tuyến theo tiêu chí của bên em là vuông thành sắc cạnh, loa đẹp của các bác. Giá cặp này là 12.500.000. L56 này các bác ghép với những dòng âm ly Luckman Marang Sansui, những dòng âm ly có công suất khoảng 50W trở lên là ok rồi nha. Dòng JBL thì trở kháng 8 ohm, auto watt này rất dễ ghép và tiếng nó dịu nhẹ nhàng. Nên là âm ly nào chơi cũng rất là ok, nó không có kén loa như những dòng loa Nhật. Đây là cạnh trái của cặp loa. Đấy. Đẹp tuyệt vời nha, nói chung là vuông thành sắc cạnh đấy các. Nó là thùng gỗ lạng nha. Đây các bác có thể thấy, đẹp keng. Cành zin. Rồi. Còn thấy. Bén ngát luôn nha. Đẹp. Phía sau là trạm loa, nó sử dụng trạm loa mỏ chim khóa nha. Đấy, phía sau này, trạm loa đỏ đen. Đây các bác có thể vuông thành sắc cạnh đấy nha. Đấy. Rất là nét luôn, rất đẹp luôn. Các nhìn trạm loa mới ke này các bác. Rồi sau đây em sẽ mở nội thất với kênh ra để các bác cùng xem. Với cấu hình loa như thế này thì các bác xài cặp loa này khoảng ở phòng 30-35 m2 nó lại nha, nghe nhạc
và nhạc bolero. Dòng JBL thì nghi đa thể loại nhạc, nó trải nghiệm nhiều thể loại nhạc rất là tốt. Tiếng bass rất là chuẩn, đặc trưng của dòng loa Mỹ rồi. Loa Mỹ là tiếng bass rất là chuẩn, chứ không như những dòng loa Nhật thì tiếng bass nó thô. Đây. Nếu các bác đã nghe những loa Nhật với tiền rồi thì nó tiếng khá là thô. Loa Mỹ thì tiếng bass nó chuẩn chỉ đầm. Chép đo L56 nha các bác. L56 California. Nhưng dòng này là hàng Mỹ, nội USA nha các bác. Nên trời kháng là 8 ohm. Màn nó là màn trắng gần mút. Chép đo giải tầng chép khá là cao, nên là giá cao nghi rất là bay bổng. Giá 12.500.000. Các bác nào lấy thì liên hệ cho em nhé. Sở hữu một cặp loa L56 với kích thước khá là tuyệt vời, 57, 36 và 32. Rồi em Chiến xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nha. Bác nào lấy liên hệ cho em Chiến qua hai số điện thoại 0978338 14 hay là 0965770277. Em giao hàng và ship hàng toàn quốc nha.